Rồi, hello anh em đến với kênh TT Shop xe nội địa Gia Băng nha anh em. Nó TT Shop xe nội địa Gia Băng. Tiết chi một lượt đăng ký hay một nút chuông thông báo nha anh em. Biết đâu mình tìm những con xe ưng ý cho mình sau này nha. Đó, trước mắt anh em đây là một con xe CD 125 nha anh em. Đó, em bán cái con này nè. Để cái tiết mục mà cái tiết mục câu nói đầu tiên trên clip mà để đầu tiên để cái tiêu đề của cái bài đăng này luôn anh em, là con CD 125 GA03 201 202 rẻ nhất Việt Nam, rẻ nhất Việt Nam như này đó. GA03 nha, chuẩn đời cao, cái này là đời cuối của thằng CD 125 nha anh em. GA03 đó, có xử lý khí thải nè, chuẩn GA03 nha, có xử lý khí thải, có xử lý khí thải nha. Máy zin sơn zin nha anh em, máy zin sơn zin đó. Và bán con này giá rẻ nhất Việt Nam nè, rẻ nhất Việt Nam. Cái con trước em bán 6 mấy triệu anh em, 6 mấy triệu bán về cho anh em chơi á, quá ưng bụng. Anh em tìm ở thị trường thấy cái con Iran vậy à, nó được thêm cặp bẩn, bán 100 mấy, bán 101 102 mà xe trơn nha. Giờ không bà này giá trị lắm anh em, nó mắc thì thôi nhé luôn. Nó một con GA03 mà xe thanh lý thôi mà cỡ này con bèo dựng từ 200 mấy con bèo dựng từ 250. GA03 chuẩn GA03 chứ không phải những con đồng 12, 13, 14, 15 mà lên nha anh em. Chuẩn zin GA03 là nó từ 250 ăn lên nha. Đó. Cái con này em bán rẻ nhất Việt Nam. Con này xe nội địa Nhật về nha. Con trước bán 6 mấy triệu mà. Con này bán nhiêu anh em? Bán rẻ nhất Việt Nam luôn, coi chừng rẻ hơn con đầu 15 luôn anh em. Đầu 15 bán 50 mấy, 6 mấy triệu con ha. Em bán con này 52 triệu nè. Bán 52 triệu nha anh em. Đó, rẻ nhất Việt Nam chưa? Bao giá nha, bao rẻ nhất Việt Nam nha anh em. Đó, rẻ nhất Việt Nam luôn. GA03 bán cái này đúng chất xe nội địa Nhật về nha. Bao anh em nè, máy zin nè, bao máy zin cực chất. Đó, chuẩn máy GA03 nha anh em, chứ không phải xe lên nha nè. GA03 nè. Đó, đầu xử lý khí thải nè, máy zin chất nè, bình xăng con zin nè, sơn zin nè, thùng xăng zin nè, má xi cánh chim zin, nắp cốp zin. Đó. Rồi tải những phần zin trước đi. Nói chung là những phần này zin. Ôi mà nó nguyên con này là nguyên con nội địa Nhật về mà anh em. Đó, máy zin cực kỳ chất nha, giá 52 triệu. Anh em không nghe lầm, nó rẻ hơn con trước mười mấy triệu. Con trước bán 6 mấy triệu. Cái con này ha. Anh em đem đi so sánh với mấy đầu 15, thị trường bán 5 mấy triệu thôi đi. Những xe 5 mấy triệu mà mấy đầu 15 thôi. Nhưng mà đầu 15 thì nó không bao giờ giá trị bằng con này nha. Chơi con này xứng đáng nè. 52 triệu. Nè, cái con này nè, nó có like một số món đồ nè. Bắt đầu tới cái phần món đồ like nè. Like cặp niền. Cặp niền trước này. Cặp niền gì nè. Đâm là đâm zin, căm là căm zin nha. Niền nè. Cái niền trước này gì Junta vậy nè. Đó, có khả năng là do mấy con này nó lưu kho lâu quá nè, cái niền nó xét á, nó xét hoặc nó mục á, nó thay niền từ bển nè, từ bên Nhật về nha, chứ không phải em thay đâu nè, em không có ngu mà em tự nhiên thay mấy này làm chi. Đó, em để cái niền zin em bán giá trị hơn, đúng không? Đó, like cái niền trước, cái niền sau vẫn like, nhưng mà like của thằng đầu 15, cái niền sau là cái niền like luôn, không phải cái zin theo xe mà của 201, 202. Nhưng mà cái con này là của đầu 15, 96 nha. Cái niền sau vẫn là cái niền zin, nhưng mà zin của thằng đầu 15. Căm đùm là vẫn zin, niền là like cái niền trước. Và cái niền sau là like của thằng đầu 15 nha. Cần gì anh em dạy kiếm cặp đùm 201, 202 tầm 3,5 triệu bỏ vô. Nhưng mà vậy thì quá ok rồi, cái tầm giá này không ai bán giá này đâu nè. Nè, cái món like thứ hai nè. Đầu tiên là like cặp niền đúng không? Cái món like thứ hai nè. Cái bà gà.
cái ba ga sao, mà cái ba ga này đẹp nha, chứ không phải ba ga không đẹp nữa. Ba ga này lẳng vắng là cái ba ga zin, nhưng mà em thấy cái thằng ba ga này á, nó nhìn cũng hao hao giống một xe đời không, vẫn là cái ba ga zin đấy. Cái form này cũng khá đẹp đó em, nhưng mà hình như là cái ba ga sao này nó của thằng MD110. Nó hai cái món like. Cái cặp nền này anh em mua tầm 3,5-4 triệu. Cái ba ga sao này anh em mua tầm 2,5 triệu là ba ga zin của CD. Hai món đó nó tầm 6 triệu 7 triệu đây nè, 52 triệu thêm 7 triệu nữa, năm mấy 60. Nó vẫn rẻ hơn ở thị trường rất là nhiều nha nè, rất là nhiều. Mấy anh này nó mắc bà nội luôn. GA03 này nè. Nè thì nói chung là chỉ like một cặp này và cái ba ga sao, bu là bu zin nha. Nè, bu zin chuẩn đề cao nè. Nè. Bu zin. Bu zin. Đó, bốn tai đèn zin. Đó, nguyên một con sơn đen là zin hết nha anh em. Nguyên một con sơn đen zin. Bu zin nè. Mè hơi hơi nha anh em. Hai lấy một, hai lấy hai tới giờ mà chuyên gia nó bị mè vậy nè, không có tránh khỏi đâu nè. Bình xăng con zin, tem zin hết nha. Nói chung là con này like cặp nền với cái ba ga này, nhưng mà cái ba ga này vẫn giữ, cái ba ga này vẫn đẹp nha nè. Nền này là cũng còn khá đẹp, giá này không ai bán đâu, cam đoan với anh em luôn, 52 triệu. Anh em nào mà chốt con trước, dứt con này đi, vậy muốn zin thêm chút thì quất cặp nền với cái ba ga sao. Mà cái ba ga sao này đẹp, em thấy cái ba ga này rất đẹp nha. Nè, anh em nhìn form, nhìn lực gương không, nhìn khá lực luôn. Còn muốn người ta không thấy lỗ này về làm cái yên lên, cái nem nảnh mút lên liền bao phơi rồi. Con này không ai bán giá này đâu nè, mà cái máy con này chạy cực chất nè. Đụng công tắc anh em. Máy là bao anh em, máy nguyên zin cực chất nha, rất là mượt, rất là im nha anh em. Đó, đến nơi mình được kiểm tra mà, nhầm khi anh em nói trên clip nó bán cái nói gì, đến nơi nè kiểm tra máy không zin không im, trả xe nè, cái máy thì thầm mùa xuân luôn nè. Máy phời lắm, tem zin còn nè. GA03 mà bán giá này là bao rẻ nhất Việt Nam luôn em. Về anh em mà có con CD đầu 12, 13 mà xe hải quan á nè. Đó, xe hải quan á mà đầu thấp mà bèo bèo ha, về dứt nguyên cái này ha, dứt nguyên con này sàn qua. Đúng bài luôn. Đúng bài luôn, sàn qua. Phơi rồi không? GA03 anh em tìm thử đi, thị trường không ai bán dưới 80 hết trơn. Bán còn lên 100 ngoài, anh em lên Facebook. Nói chung thời đại 4.0, 5.0 rồi, anh em lên bấm cái là biết liền. Tra cái giá là biết liền. Không phải đúng chất xe nội địa Nhật về nha. Chứ không phải những GA03 mà được cái sườn với cái máy GA03 luôn là không có chơi nha, không có được nha. Nó dọn nắp bét hay là nó chơi nắp bét không, đừng so sánh với những thứ đó. Phải đúng chất xe nội địa Nhật về, zin zin chất chất như vậy nè. Like cặp nền, nhưng mà like cặp nền sao là nền zin. Cái nền zin của con đầu 15. Thằng nền trước này là nền su ba chao rồi, nhưng mà vẫn còn đẹp. Đóng có chữ gì vun ba vậy nè anh em. Ôi mà những nền này đẹp rồi, về mình để gì cũng chạy quá ok. Ai soi cái nền anh em, quan trọng chạy phớt ngang người ta gặp mà. Cái thằng xây đơi á, anh em đi mấy con đầu 12, 13, 14, 15 á, nó hào hào rất nhau chứ. Nhưng mà anh em đi còn 201, 202 nè, người ta anh em chạy ngang mà dân chơi xe, chạy ngang người ta nhìn thấy cái đầu máy này nè, thấy bộ xử lý khí thải nè, biết anh em giá trị hơn gấp đôi với thằng kia đó. Đúng không? Anh em thử nghiên cứu thử dòng xe đơi thử đi. Nếu mà gặp bộ này là mở máy zin zin chất chất như vậy là thấy nó gấp đôi thằng mấy thằng kia đó. Đẹp con này đẹp. Báo giá luôn. Còn anh em nào sợ mua mấy cái món đồ này
mua cái baga sao, mua cặp này không có, cứ nhắn tin riêng qua cho em đó, em chỉ chỗ cho mua luôn, nhằm khi cặp nền với cái baga nó tới trước cái chiếc xe nữa anh em đừng sợ vấn đề đó không có, nó bán đầy hết trơn, cái gì cũng có chứ, quan trọng là tài chính anh em thôi à, cái gì cũng có chứ đó. Con này nè, về chơi cái baga nè, chơi cặp nền, quánh thêm bộ thùng sau, chơi thêm kính chắn gió, hình như kính chắn gió này em thấy bán 2,5 triệu thôi vậy, kính chắn gió trên này nè, cặp thùng cũng mấy triệu á, đúng bài luôn á. Bỏ thêm, nếu mà đi thùng, đi ba ga, đi luôn cái ấy trước luôn là tầm 10 mấy triệu nữa nè. Đó, đúng không? Bao phê. Máy nè, máy zin chắc ghê không? CA03. Máy zin chắc nha, chuẩn nha anh em, chuẩn đời cao nha, chứ không phải những xe lỏ lên nha anh em. Đó, đèn trước nè, đèn trước zin không cắt nha. Đó. Xi nhan nè anh em, xi nhan trái trước nè, xi nhan trái sau nè, xi nhan phải trước nè, xi nhan phải sau nè, đèn lái nè, đặt thắng stop nè anh em. Đặt thắng stop nè. Rồi nè, công tơ đờ mét nè, công tơ đờ mét nè, số 5 mà anh em, động cơ 5 số nha, đá chống tắt máy nè anh em, đá chống tắt máy trong trường hợp là còn số nha, anh N là không có tắt nha, tắt máy nhanh nè anh em, hoạt động nói chung là hoạt động chuẩn chỉ hết nha, bao anh em là chức năng hoạt động đầy đủ hết nha. Đó, sơn zin, máy zin. Đó, xe khá chất nha anh em. Đó, rồi anh em nào quan tâm về cái dòng mà chùm cuối của thằng CD á thì cứ call một cách bạn Zalo, số điện thoại em là 0832354148 nha anh em. Giá em bán con này công khai mang đến với anh em là 52 triệu không phí, không bao ship. Anh em tham khảo thị trường thoải mái nha. Nó bao giá toàn bộ Việt Nam luôn. Đó. Nói chung là con này bán đã nói lên tiêu đề là rẻ nhất Việt Nam rồi, anh em tham khảo thoải mái nha. Đó, đúng như chuẩn như clip miêu tả, đến nơi mà không chuẩn như clip anh em trả xe vậy giùm em. Đó, bao anh em máy móc nguyên zin nè, nguyên bản màu đen zin nè, bô zin một cặp nha, chức năng hoạt động đầy đủ hết. Đó, xe là bao phơi à, bao giá luôn. Đó, quan tâm thì con một kết bạn Zalo với em nha, giá 52 triệu không phí, không bao ship, anh em ở xa ship thêm phí giùm em nha. Anh em ở xa ship thêm phí mà em khuyến khích anh em nè, mua ở xa hay giao dịch lần đầu á, con trực tiếp đi thấy con xe mình mua hả, tiến hành giao dịch, thứ nhất tránh tình trạng qua trung gian cò lái nè, thứ hai là tình trạng lừa đảo nha anh em, hãy là người tiêu dùng sáng suốt nha, không bao giờ thằng lừa đảo nó có một cái tem của cái tên shop mà nó dán lên xe và không bao giờ nó con trực tiếp để thấy xe cho anh em đâu nha. Hãy là người tiêu dùng sáng suốt. Còn anh em nào muốn tìm hiểu thêm những cái dòng xe khác bên cái kênh của em á thì ấn cho kênh TT Shop xe nội địa ra băng của em một lượt đăng ký hay một chuông thông báo nha anh em. Điện thoại thấy xe này giá đẹp, giá tốt, giá cao, giá thấp gì đó, xe zin, xe xấu gì đó, cứ bình luận lên thoải mái đi. Đó, cái phần đó mình không có tốn tiền anh em, nhưng mà để tạo tương tác với em á, để những clip mà em cập nhật tiếp theo, anh em là những người đầu tiên để thấy được những clip đó nha. Biết đâu mình sẽ tìm những cái xe ưng ý cho mình sau này nha anh em. Rồi, cảm ơn anh em đã xem clip luôn. Muốn chơi con mà trùm cuối CD thì cứ alo em tốc độ nha.